ơi, anh khi là ở nhà có mẹ đi chợ hay là mấy chị mấy mấy anh chị đi 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 làm thì là có bố ở nhà thì là mình thấy mà có người lạ thì là mình không có được mở cửa người lạ nữa là con ơi con qua đây nè cô có đám cưới đẹp lắm nè thì không được mở cửa đúng không đi dưới lại xuống xuống nhà bé phải tìm ba mẹ chơi với mừng dưới lại còn người lạ cần bắt cóc mở bụng ra luôn. Chào mừng nè. Còn trên trường ai đón rồi sao? Còn trên trường á thì là mình thấy người lạ đón mừng thì là mình không có được ra chị bố mẹ với lại mấy ăn chơi mới được ra thôi còn khi là người lạ không được ra đâu người lạ sẽ bắt đi và mổ bụng ra luôn. Còn khi mà đổ rác hay sao, ăn xong rác cổ hay sao, không biết đấy là rác hay sao, có được vứt bừa bãi không? Không. Sao, tại sao, giải thích. Không suy nghĩ ra hả? Ăn xong rác là phải sạch sẽ sao? Để chụp hùng gà. Ừ, sao nữa? Chứ lại dục rác cũng nguy đựng. Ừ. Không sẽ rác bừa bãi. Đúng rồi. Sẽ rác bừa bãi là công an bắt luôn. Rồi con đi xe thì sao? Không biết. Đi qua đường sao? Đi qua đường là có đèn đỏ hay là phải dừng đèn xanh mới được đi. Đèn vàng thì sao? Đèn vàng là đi chậm. Hay gì? Đèn vàng là đi chậm.